Cái này lấy mỡ này xào giờ ấy lại không? Chiên. Chị, tái sử dụng mỡ không? Mỡ quá trời, này vừa nấu lên. Cái này là lúc trước người ta đã ở trước rồi đó. Này nấu. Nấu lên dùng lại. Cái gì đóng thì đổ thuốc thì mình đổ xuống rồi mình đi. Chứ giờ hả, tôi muốn thì mình đổ thuốc thì mình đổ xuống rồi.